Đẹp thi đấu thứ nhất. Bắt đầu. Trọng tài góc nhà vào đánh ngã cho vận động viên góc đài đỏ. Valid draw for the red corner. Trọng tài góc nhà đã đánh ngã cho vận động viên góc đài đỏ. Valid draw for the red corner. Trọng tài không có nhận đòn đánh ngã. No valid draw. Trọng tài góc nhà là đánh ngã cho vận động viên góc đài xanh. Valid draw for the blue corner. Trọng tài góc nhận ra đánh ngã cho vận động viên góc đài đỏ. Valid draw for the red corner. Come on.
Trọng tài góc nhà đã đánh ngã cho vận động viên gốc Đài Xanh. Valid draw for the blue corner. Hiệp thi đấu thứ 3 bắt đầu. Round 3. Trọng tài không công nhận đòn đánh ngã. No valid drop. Trọng tài góc nhà đã đánh ngã cho vận động viên góc đài đỏ. Valid drop for the red corner. Trọng tài góc nhà đánh ngã cho vận động viên gốc đài đỏ.